Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 99 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 99 này là Chẩm Chân Hô Chi Hô Chi tức là xưng Hô với Vợ như thế nào? Từ Chẩm nó đứng trước các động từ để hỏi cách thức hoặc là phương tiện. À, ở đây từ Chân Hô là xưng Hô, nó là một động từ. Chẩm Chân Hô là xưng Hô như thế nào? 怎么称呼妻子? Như vậy là xưng hô với vợ như thế nào? Tức là cái cách một người họ gọi vợ của họ đó, hoặc là giới thiệu vợ của họ. Rồi, nội dung chi tiết như thế nào thì xin mời mọi người hãy nghe người bản xứ, người ta đọc trước, sau đó mình giải thích cho các anh chị và các bạn nha. 怎么称呼妻子?你怎么称呼你的妻子呢?在中国 <laughs> 除了老婆，还有很多种叫法，比如太太、爱人、夫人、媳妇、老伴等等。不同的场合有不同的叫法。老婆是最生活化的叫法，在家里可以称妻子为老婆，在和好朋友介绍自己妻子时，可以说：“这是我老婆。” 或，这是我爱人。北方人喜欢用媳妇，如果是有孩子的家庭，还可以用孩子妈。上了年纪的父亲可以互称为老伴。如果是正式场合，用老婆、孩子妈等就有点儿不太礼貌了。这时，太太可以用于称自己。 或对方的妻子、夫人，多用于称对方的妻子。比如，你可以向别人介绍：“这是我的太太。”赞美别人的妻子：“您的夫人真有品味。”等。那么多的称呼记不住怎么办？没关系，你只要记住日常场合用“老婆”。 正式场合用太太，就基本不会出错了。怎么称呼妻子？你怎么称呼你的妻子呢？在中国，除了老婆，还有很多种叫法，比如太太、爱人、夫人、媳妇、老伴等等。 不同的场合有不同的叫法，老婆是最生活化的叫法，在家里可以称妻子为老婆，在和好朋友介绍自己妻子时，可以说这是我老婆或这是我爱人。北方人喜欢用媳妇，如果是有孩子的家庭，还可以用孩子妈。上了年纪的夫妻可以互称为老伴。 如果是正式场合，用“老婆”“孩子妈等”等就有点儿不太礼貌了。这时，“太太”可以用于称自己或对方的妻子，“夫人”多用于称对方的妻子。比如，你可以向别人介绍：“这是我的太太。”赞美别人的妻子：“您的夫人真有品位。”等。那么多的称呼记不住怎么办？没关系。 你只要记住,日常场合用老婆,正是场合用太太, Vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và hiểu được nhiều không ạ? À? Bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết đây. Bạn xưng hô với vợ của mình như thế nào? Chai trung của là ở Trung Quốc. Chủ lơ là lào phổ, ngoài cái cách gọi là lào phổ ra. Nó bỏ cái từ lào phổ vào trong cái giống ngoặc kép và chúng ta thấy đó. Chủ lơ là lào phổ tức là chủ lơ là lào phổ gì quai. Ngoài cái từ lào phổ ra. Ở đây nó nói tắt, nó không cần dùng cái từ gì quai thôi. Hải dầu hành tố trùng treo phạ. Hải dầu là còn có hành tố là rất nhiều. Hình tố trùng là rất nhiều loại hoặc là rất nhiều cách Hình tố, hình tố trùng treo phả rất nhiều cái cách gọi khác Cái từ phả đứng sau các cái động từ Chỉ cái cách, ví dụ này nha Xô phả là cách nói khan phả là cái cách nhìn Xẻng phả là cái cách suy nghĩ chua phả là cách làm Thì đây là treo phả là cách gọi thôi chứ không có gì khác Hãy vô hình tố trùng treo phả À, còn có rất nhiều cách gọi khác tỷ rủa thai thai à, ví dụ như gọi là thai thai nè ai rểnh nè cũng được nè phu rảnh cũng được nè sĩ phu cũng được nè lão ban vân vân lão ban cũng được luôn mà đương nhiên là mỗi cái mỗi cái cái cách gọi như vậy nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng hoặc là những cái bối cảnh khác nhau rồi tiếp theo nha Pu thủng tơ tràng hở, pu thủng tơ tràng hở là ở cái trường hợp khác nhau tràng hở là trường hợp pu thủng tơ tràng hở là ở trường hợp khác nhau, à, trường hợp khác nhau thì như thế nào? Dầu pu thủng tơ treo phả, dầu pu thủng tơ treo phả thì sẽ có cái cách gọi khác nhau. Ở trường hợp khác nhau thì có cách gọi khác nhau. Dầu pu thủng tơ treo phả. Lào phổ bây giờ nó giải thích từng cái chi tiết hơn hả từng cái cách rồi Lào phổ sư chơi sân hỏa hoa tại treo phạ sân hỏa hoa là sinh hoạt hóa đời sống hóa tức là nó rất là phổ biến á đây là nhất chơi sân hỏa hoa tức là nó được phổ biến nhất ở trong đời sống Lào phổ sư chơi sân hỏa hoa tại treo phạ à, cái từ lào phổ mình có thể tạm dịch là bà xã là cái cách gọi À, thông dụng nhất trong cuộc sống Chơi sân hóa hoa tờ chào phạ Chai, chai lì khởi dị sân chi Quể, lào phổ chai chai lì là ở trong nhà Tức là trong gia đình đó khởi dị chân, có thể xưng có thể gọi Có thể gọi vợ khở dị sân chi Quể, tức là là lào phổ. Ở trong nhà thì mình có thể gọi vợ mình là lào phổ. Thì nó có thể tương ứng với cái từ bà xã Lào phổ cái từ này mình đọc là quỷ nhé còn ở chỗ khác nó đọc là quê có nghĩa là vì cái gì đó âm hưởng việc là chữ vị thì mới đọc là quê còn ở đây thì đọc là quẩy là là hoặc là làm mình đọc lại chỗ này một lần nữa chai cha lì khứa gì chân chi sơ quẩy là phổ và tiếp nữa một cái một cái cách dùng khác nữa nè Chai hở hào phẩm dồ che sao chư chỉ chi chữ sữa. Chai sữa là trong khi. Chai cái gì đó sữa là trong khi. Trong khi như thế nào? Hở là bằng với kính. Ngay chỗ này kỳ cũng được nữa. Hở hào phẩm dồ che sao chư chỉ chi chữ. Tức là trong khi giới thiệu vợ của mình. Chư chỉ chi chữ là vợ mình. Cho những cái người bạn thân. Kỳ hoặc hở hoặc cánh chỗ này đều được. Hỡ hào chê sao sửa Khở gì số Mình có thể nói Trơ sư của lào phổ Đây là bà xã tôi đó Nhưng ngay chỗ này mình dùng từ lào phổ được nè Trơ sư của lào phổ là hoặc là trơ sư của ai rỉnh à, Cũng được Dùng từ ai rỉnh cũng được Rồi tiếp theo nữa nè Bày phán rỉnh Xì hoan dung, sĩ phu Bày phán rỉnh là người miền Bắc người ở phía Bắc á Bày Phan Rỉnh là người phía Bắc và từ miền Bắc đang nói phía Bắc của Trung Quốc á Bày Phan Rỉnh sĩ hoan dung sĩ phu Người miền Bắc, người phía Bắc á, thì thích dùng cái từ sĩ sí phu Sĩ sí phu cũng là vợ thôi Rũ của nếu như là dồ hải sự tất Nếu như là những cái gia đình mà đã có con cái rồi Rũ của sư dồ hải sự tất gia thiểm Hải khởi gì dung còn có thể dùng à, còn có thể dùng bây giờ dùng như thế nào nè hải xưa rồi như vậy là còn có thể dùng là hải sư má tiếng Việt mình cũng cách gọi như vậy cũng có cách gọi à, mẹ mấy nhỏ hay là mẹ chúng nó à, mẹ mấy nhỏ hay mẹ chúng nó cũng được thì hải sư má rồi như vậy ở Việt Nam mình cũng có cách gọi này ha? hải sư má sang là nén chi tức là đã có tuổi sang là chi ta, uh, sang là chi tức là những vợ chồng những đôi vợ chồng mà đã có tuổi rồi tức là cũng tương đối lớn tuổi á rồi sang là nền chi, ta, chi ta. khởi, gì là, lò ban. khởi, gì, uh, khởi gì là có thể hu là xưng hô lẫn nhau uh, hu xưng hô lẫn nhau là lò ban. Như vậy lúc đó là cái người chồng cũng có thể gọi vợ là lão ban Người vợ cũng có thể gọi người chồng là lão ban được à, Khu sân Phu sân với lão ban Rồi tiếp theo nữa nè Rũ của sư trân sư sàng hở Rũ của sư trân sư sàng hở à, Nếu như là trong một cái môi trường chính thức Tức là một cái môi trường trong một cái sàng hở Là một cái trường hợp mà Nó tương đối là trịnh trọng chính quy đó Trân sư sàng hở dung lào phổ hải trừ ma tận à, nếu mà mình dùng cái từ là lào phổ hoặc là hải trừ ma bà xã hay là mẹ mới nhỏ tầng là vân vân chiêu dầu ý tiền chiêu dỗ tiền của thai lì mò là thì sẽ có hơi không lịch sự tức là có phần không lịch sự kém lịch sự như vậy trong cái môi trường chính quy những cái môi trường nào mà cần trịnh trọng lịch sự khách sáo thì không được dùng như vậy không được dùng từ lão phổ và hải tử má rồi dùng lão phổ hải tử má tầng chiêu dỗ tiền tức là dù ý tiền của thai lì mo là không có lịch sự lắm là chúng ta lưu ý vậy ha trơ sữa ngay lúc này đây thai thai khởi dị dung dĩ cái từ thai thai có thể dùng với chữ dĩ này là với khởi dị dung dĩ có thể dùng với à, hoặc là dùng để à, Khởi dung dĩ, chân, chư chỉ, văn, như vậy là lúc đó thì cái từ thai thai có thể dùng để xưng vợ của mình hoặc là vợ của đối phương của người đối diện cũng được ví dụ ông đó là ông lâm thì mình gọi vợ của ổng là liễn thai thai à, hoặc là liễn thai thai còn vợ mình mình cũng có thể cho sưu vào thai thai luôn như vậy thai thai là rất là trịnh trọng nghiêm túc đó rồi chơi sửa thai thai 可以用于称自己或对方的妻子. Rồi cái tiếp nữa, phu rễn, tô dung ý, là thường dùng để chi Từ phu rễn, à, ám ám Việt đó là từ phu nhân, á, trọng lắm. Phu rễn, tô ý, là thường dùng để Để xưng để gọi vợ của À, của cái người mà đang đối diện với mình Vợ của cái đối phương cái người đang đối diện với mình thôi Như vậy nào để à, Dùng cái từ phu nhân là để gọi vợ của người khác Thì sẽ rất là lịch sự Rất tình trọng Tiếng Việt mình cũng vậy Phu rễn tố dung dị Tố đây là chữ sản đó Tố dung dị sân hô đối phan tài chi tà. Vì rủ Ví dụ như Nì khởi gì sen tẻ ra so Bạn có thể Giới thiệu cho người khác xiàng tức là thai, thai. Thai, thai đây là vợ tôi đó là từ thai thai là dùng trong môi trường chính quy này. tôi thai, thai đây là vợ tôi dùng từ thai thai là rất đẹp và kế tiếp nữa chanh mầy bẻ rỉnh từ như vậy là để khen ngợi à, để khen ngợi À, vợ của một cái người khác, một cái người nào đó, chan mày là từ tán mỹ, tức là khen ngợi, mình gọi một cách rất là tôn trọng, rất lịch sự, chan mày bẻ rỉnh tờ À, thì mình có thể nói Niễn tờ phu rỉnh, rồi phu nhân của anh, phu nhân của ông gì, mình có thể dịch là vợ của ông, nhưng mà mình nhìn, mình dùng cái từ phu rỉnh là người ta biết rất là tôn trọng, rất lịch sự, Niễn tờ phu rỉnh, tức là à, phu nhân của ông, Trên dỗ phiền quê, trên yếu phiền quê. Um, tờ phu rễn trên chỗ phiền quê, từ phiền quê có rất nhiều nghĩa, trong đó nó có một cái nghĩa để nó ca ngợi, để nó chỉ một cái lời khen đối với một người phụ nữ á. Ví dụ như rất là sang trọng, à, quý phái, mà người có cái phẩm chất tốt đẹp á, dùng từ phiền quê. Rồi, để như vậy mình khen vợ của người khác, à, thì mình có thể nói niệm tờ phu rễn trên phiền quê. Tần là vân vân. Cái tiếp nữa nam mơ tua thờ sân hô nam mơ tua thờ sân hô như vậy nó có nhiều cái cách xưng hô như vậy á cái cách gọi như vậy chi bù ru trầm ở ban nếu mà nhớ không được thì phải làm sao chi bù ru trầm ở ban mỹ quan si không sao cả nỉ trừ giao chi ru bạn à, chỉ cần nhớ là trừ giao chi ru là chỉ cần nhớ rưa sẵn sàng hở dung lào phổ à, chỉ cần nhớ cái từ lào phổ Dùng trong cái trường hợp hàng ngày là được rồi. Dùng trong bối cảnh hàng ngày là được Nghĩ trừ giao chi tru Rưa chẳng là Hàng ngày rưa chẳng chàng hỡ Rưa chẳng chàng hỡ Dùng từ lào phổ Từ lào phổ Dùng trong cái trường hợp hàng ngày là được Trân sư chàng hỡ Dùng thai thai Còn nhân trong cái trường hợp mà Chính quy cần phải lịch thiệp Cần phải lịch sự trịnh trọng Thì cứ dùng từ thai thai thôi chân sư chàng hở dung thai thai à, bổ khuê chú xô là thì về cơ bản chí là cơ bản bổ khuê là sẽ không chú xô là xảy ra những cái, cái sai là xảy ra những cái sai hoặc là những cái nhầm sai sót nhầm lẫn rồi như vậy cứ nhớ nha à, trừ giao chi ru rưa chàng chàng hở dung lọc hổ trong cái trường hợp hàng ngày thì dùng là của trân sư sàng hửa dùng thai thai trong trường hợp trịnh trọng chính quy thì dùng thai thai Chiêu chi bần buộc Huy số là thì cơ bản là sẽ không có xảy ra những cái sai sót gì thì vừa rồi là nội dung của bài các anh chị và các bạn nghe và nắm được nhiều không ạ nội dung này cũng tương đối dễ chắc là mọi người nắm sau đây xin mời mọi người hãy nghe người bản xứ đọc lại một lần nữa 怎么称呼妻子？你怎么称呼你的妻子呢？在中国，除了“老婆”，还有很多种叫法，比如“太太”、“爱人”、“夫人”、“媳妇”、“老伴”等等。不同的场合有不同的叫法，“老婆”是最生活化的叫法，在家里可以称妻子为“老婆”；在和好朋友介绍自己妻子时，可以说：“这是我老婆。” 或，这是我爱人。北方人喜欢用媳妇，如果是有孩子的家庭，还可以用孩子妈。上了年纪的父亲可以互称为老伴。如果是正式场合，用老婆、孩子妈等就有点儿不太礼貌了。这时，太太可以用于称自己或对方的妻子；夫人多用于称对方的妻子，比如。 你可以向别人介绍，这是我的太太，赞美别人的妻子，您的夫人真有品味等。那么多的称呼记不住怎么办？没关系，你只要记住日常场合用老婆，正式场合用太太，就基本不会出错了。 Và đến đây mình xin kết thúc phần 99 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người hãy đăng ký để video của thầy được lan tỏa nhiều hơn. Cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xin chào mọi người.